Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày đầu tuần, một ngày 16 tháng 5. Em cũng xin phép mình quay trở lại làm một buổi video ngắn để em cùng đồng hành với anh chị mình phân tích về những diễn biến của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu để cho anh chị mình đang cầm những lượng sức mua, mình đang cầm tiền hay là mình đang cầm cổ phiếu. Từ đó mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Xin phép cảm ơn tất cả anh chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên chúng ta nói với nhau một chút về vận động chung của thị trường ngày hôm nay. Một phiên vận động đầu tuần với những tín hiệu mở gap up tăng 30 điểm ở trong đầu phiên sáng ATO, tín hiệu khá là khởi sắc hưởng ứng theo thị trường tài chính thế giới ở trong những giai đoạn cuối tuần. Đấy. Nhưng cái tốc độ và cái lực cầu, cái sức mạnh về dòng tiền không đủ lực để duy trì và gặp lại áp lực bán ngược trở lại và đóng cửa kết phiên giảm đâu đấy khoảng 10 điểm của chỉ số chung thị trường chung. Và anh chị mình nhìn ở những cái biểu đồ này mình cũng có thể thấy là gì, một tuần này là một cái tuần về đáo hạn phái sinh, thì cái ngày thứ năm của tuần thứ ba mỗi tháng chính là cái ngày của đáo hạn phái sinh, tức là ngày 19 tháng 5 là ngày thứ năm của tuần này. Thì thường mà với một cái tuần đáo hạn phái sinh á, các cái yếu tố mà nhiễu sóng, các cái yếu tố mà bị điều tiết là cực kỳ lớn. Đó là theo những cái mục đích của các tổ chức, họ đang cầm những lệnh long hay là những lệnh short đến những cái ngày đáo hạn phái sinh này. Và bản chất trong một cái phiên ngày hôm nay, nếu như những anh chị nào mình quan sát xuyên suốt trong phiên á, thì anh chị mình cũng có thể thấy được là gì, các cổ phiếu ở thị trường cơ sở bị nhà tạo lập họ điều tiết là cực kỳ lớn ở cái phiên, đặc biệt là ở giai đoạn của phiên chiều và cuối phiên giao dịch của ATC. Khi mà anh chị mình thấy ở giao dịch phiên chiều nè, cái sự điều tiết, cái yếu tố mà nhà tạo lập, các cái biên độ cung cầu cổ phiếu là cực kỳ lỏng lẻo đấy, đỏ lon đỏ sọt, họ xào nấu cái cổ phiếu như rán lạc, những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu đặc biệt là gì, những cổ phiếu như Masan, những cổ phiếu như Vinhome, những cổ phiếu như Gap, hay là trong phiên ATC có những cổ phiếu như Techcombank từ những vùng giá xanh bị bán ngược trở lại về những vùng giá đỏ và âm 3-4%, hay một số cổ phiếu như VIP đi đang nằm ở vùng giá sàn và được kéo ngược trở lại ở những vùng giá xanh. Đó là sự điều tiết khá nhiều ở trong mỗi tuần đó hoàng phái sinh, và sự nhiễu sóng ở cổ phiếu là rất lớn, bản chất không đúng với những yếu tố về cung cầu thực của những cổ phiếu. Mọi người lưu ý khi mà mình nhìn ở những cái biểu đồ ở phiên chiều thì mình thấy cái tốc độ giao dịch và cái sự lỏng lẻo của cái điểm số thị trường chung là cực kỳ lớn, bản chất ở những dòng cổ phiếu cũng là rất lớn. Ví dụ tổ chức hôm nay họ giết cả hai đầu, ví dụ anh chị nào mình đánh phái sinh trong ngày hôm nay đi thì là mình bị giết cả chiều long đuổi hoặc là những yếu tố về sọt đuổi là mình điều chỉnh ngay. Mọi người lưu ý nha, đây là cái biểu đồ mà anh chị thấy rất rõ ràng cái sự dao động, cái yếu tố mà xào nấu là liên tục sử dụng những cổ phiếu trụ, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên đó là những gì mà chúng ta sẽ nói với nhau thêm một chút ở trong một cái phiên hôm nay. Khi mà anh chị mình thấy mặc dù thị trường chung giảm 10 điểm nhưng vẫn có những cổ phiếu, những dòng cổ phiếu tiếp tục nằm ở một vùng giá sàn, nhưng đâu đó ngược lại có những cổ phiếu vẫn có một cái tín hiệu hồi phục rất tích cực. Đơn cử là với dòng cổ phiếu, nhưng mà cổ phiếu dòng dầu khí, nhưng mà cổ phiếu dòng chứng khoán, hay đâu đó một số cổ phiếu của dòng ngân hàng và các mã cổ phiếu còn lại. Đó là sự phân hóa rất là lớn ở trong phiên ngày hôm nay giữa các dòng, các ngành đấy, và chưa có một nhịp hồi phục đồng thuận từ các dòng, các ngành cổ phiếu. Có những cổ phiếu nó giảm sau, nó rơi sau, thì hôm nay tiếp tục một cái đà rơi, một cái đà giảm. Đơn cử là một số cổ phiếu mà anh chị mình thấy được á, đến từ nhóm dòng cổ phiếu dòng thủy sản đấy, hoặc là một số cổ phiếu mà trong một cái nhịp vừa rồi chúng ta thấy cái tốc độ đợi giá là rất tốt, nhưng hôm nay thì nó cũng tiếp tục nó lăn ra một cái vùng giá sàn, thì đó là một số cổ phiếu như gì. Nãy cho mọi người cũng lưu ý cái vùng biên bên dưới cổ phiếu nó còn một tín hiệu về gap up này đó, thì trong xu hướng về ngắn hạn nó quay về nó lắp gap là việc hết sức bình thường. Đó là với các cổ phiếu bị tín hiệu rồi sau ấy, mọi người lưu ý một số cổ phiếu ANV nè, hoặc là một số cổ phiếu như VHC nêu giá khá tốt, nhưng hôm nay nó cũng lăn ra một cái vùng giá sàn. Hay đâu đó mình thấy với một số cổ phiếu nào gì, một số cổ phiếu của dòng phân bón thì nó cũng tiếp tục một cái biên độ giá sàn ngày hôm nay, hay với các cổ phiếu của dòng logistics đi, một số cổ phiếu như GMD nè, đây là một cổ phiếu mà trong một cái nhịp vừa rồi em đánh giá nó vẫn giữ giá rất tốt, nhưng hôm nay nó với một cái áp lực chung với dòng cổ phiếu dòng midcap thì nó cũng lăn ra một cái vùng giá sàn. Hoặc là với những cổ phiếu như HAH cũng tương tự anh chị ha, bản chất với cổ phiếu như HAH á, một cái vùng giá mà cái tổ chức họ đã chiết khấu, họ đã gì, họ đã gọi là một cái yếu tố mà tổ chức họ đã bóc tách,
họ đã phân cái cổ tức bằng cổ phiếu cái tỷ lệ rất là lớn ở trong một cái giai đoạn vừa rồi cho cái cổ đông á, thì nó cũng có một cái nhịp gì gì một cái nhịp mức trái chiết khấu lớn và nó cũng tăng trong giai đoạn vừa rồi, nó cũng tạo một cái hiệu ứng và chạy rút ngắn với cái cổ phiếu như HAH này. Thì sau những quá trình mà nó chạy rút, nó neo giữ vùng trái chân cao với khối lượng lớn á, thì đây là một trong những tín hiệu mà mình cũng sẽ cẩn trọng trong cái việc mình mua mới. Em đã chia sẻ và phân tích với mọi người ở trong những cái buổi video tuần rồi, là mọi người lưu ý ha, với những cổ phiếu này thì nó cũng sẽ phù hợp với những cái chiến lược mà em đã hướng dẫn cho anh chị mình canh những cái mức mà mình sẽ chặn lại, thì nó sẽ tối ưu hơn khá là nhiều cho một cái nhịp vừa rồi nãy. Cho nên với một cái trạng thái mà của thị trường chung nó vẫn có những sự dao động lớn, những cái sự biến động lớn với những anh chị nào mình đang cầm cổ phiếu, nếu như mà mình đã xác định với nhau trong một cái nhịp vừa rồi mình đã cắt lỗ, em phải chia sẻ với anh chị mình là gì, mình nên quan sát hoặc là mình nên đứng ngoài hoặc là mình nên rời bỏ thị trường trong một khoảng thời gian để mình chờ sự cân bằng ổn định trở lại, mình mới đánh giá được những với cơ hội đầu tư. Còn anh chị nào mình đang thua lỗ mà mình càng muốn mình hoàn những khoản lỗ lại, mình cứ cắt mã này xong mình thấy những cổ phiếu neo lại vùng trên cao kênh trên và xuống đi lên, thì với sự biến động của thị trường nó cũng tương đối mang yếu tố nào đó, nó cũng sẽ có những cái xác suất nó rủi ro, thì mình lại phải lao vào mình tham gia với những cổ phiếu neo lại vùng trên cao á, thì bản chất những cái nhịp như thế này nó mới là những tín hiệu nó rơi sau, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên quan trọng bây giờ một là anh chị mình cầm cổ phiếu mình đang kẹp thì mình cũng sẽ chờ đợi với những cái nhịp gì chỉ gọi là cái nhịp hồi phục tổng thể của các dòng các ngành trên thị trường. Tiêu biểu trong một cái phiên ngày hôm nay, người nhà thấy có những cổ phiếu sàn nhưng mà vẫn có những cái điểm sáng để mình nương tựa vào và mình chờ đợi một cái tín hiệu hồi phục tổng thể, những cổ phiếu dòng dầu khí, những nhịp điều chỉnh trước và đang cân bằng và hồi phục khá tốt. Đấy, cho nên lúc này là lúc cầm cổ phiếu thì mình nên chờ đợi, mình chưa hành động ngay trong những lúc như thế này. Bản chất cái cổ phiếu mà em nghĩ em mình cũng đang kẹp lại và anh chị mình cũng đang kẹp lại khi mức giảm cũng đã là từ 30 đến 50%, thậm chí có những mà cổ phiếu giảm rất mạnh, giảm 70%. Đấy, thì không phù hợp để mà anh chị mình nói với nhau về câu chuyện về xử lý hoặc là mình nói với nhau về câu chuyện về quản trị rủi ro, thì không phải là vùng này anh chị, mọi người lưu ý ha. Còn ai đã cầm tiền mình đã cắt lỗ rồi thì có thể là mình sẽ rời bỏ thị trường chứng khoán một thời gian, hãy mình cũng chưa cần vội vàng mình tham gia trở lại, đặc biệt là mình phải chờ đợi những tín hiệu cân bằng của thị trường, những tín hiệu xác nhận dòng tiền, thì đó mới là những cái điểm mua, những cái điểm giải ngân nó cực kỳ an toàn, mọi người lưu ý ha. Này, tuy là thị trường giảm nhưng em thấy vẫn có những dòng cổ phiếu nó đang cân bằng là khá tốt, thì mình cũng sẽ đi cùng với anh chị mình đề cập trong ngày hôm nay. Nhưng với tổng thể các dòng cổ phiếu hôm nay nó vẫn chưa có một cái nhịp hồi phục đồng thuận, và bản chất trong từng dòng đi, khi mà chị mình nhìn trong từng dòng nó vẫn có những sự phân hóa. Ví dụ đơn cử mình nhìn qua dòng bất động sản đi, những cổ phiếu như CEO là những cổ phiếu mình thấy à, mặc dù nhịp trước nó giảm rất mạnh thì nó đã vào những cái nhịp giảm nhưng mà trong ngắn hạn sau quá trình đã giảm 40, 70, 50% nó đang có tín hiệu cân bằng trở lại là tương đối tích cực. Với những tín hiệu cân bằng này một đáy, hai đáy, ba đáy, thì em đã chia sẻ với anh chị mình là những cổ phiếu này nếu như anh chị nào mình kẹp á, mình phù hợp với cái điểm mà mình đi trung bình giá vốn. Tại vì đối với em nha, thường là mình không bao giờ mình hướng dẫn anh chị mình trung bình giá vốn. Trung bình giá vốn là một chiến lược cực kỳ rủi ro, mà nếu như sai thì mình sẽ lỗ rất nặng. Nhưng trong trường hợp này anh chị mình đã lỗ khoảng 50 đến 70%. Tại vì cuối tuần em trao đổi á, có một số anh chị mình kẹp những con này 70%, 50% giảm, kẹp từ vùng giá 70 đến vùng giá hiện tại mà mình chưa biết cách xử lý như thế nào. Trong khi đó mình vẫn còn lại một cái lượng sức mua. Tại vì anh chị mình đánh những cổ phiếu này mình đánh bằng tiền mặt á, thì hiện tại nó sẽ phù hợp hơn với cái lượng sức mua còn lại thì mình cho mình trung bình giá vốn để gì, mình chờ đợi một cái pha hồi phục chính, mình canh mình xử lý hết, mình tất toán ra với những cổ phiếu này. Bản chất nó đang trong một cái chu kỳ giảm thì nó sẽ không phù hợp với cái việc anh chị mình nắm giữ để mình chờ đợi, cho nên vì thế mình canh hồi để mình xử lý, mình giảm thiểu cái phần thua lỗ của mình. Thì đây gọi là cái chiến lược gì, cái chiến lược là mình chữa cháy thôi. Nhưng mà để anh chị mình trung bình giá vốn á, mình phải hiểu cái nguyên lý mình phải chờ đợi những cổ phiếu nào mà nó có một cái mức độ cân bằng nè. Anh chị thấy đây là quá trình cân bằng cổ phiếu nè, một đáy, hai đáy, ba đáy nè, thì nó đã đủ sự cân bằng thì nó phù hợp hơn với những cái nguyên lý mà chị mình vào mình bắt thêm, mọi người lưu ý ha. Nhưng ngược lại trong một dòng cổ phiếu của dòng bất động sản đi, thì mình vẫn thấy có những cổ phiếu như đất xanh nè tiếp tục là nó nằm một cái vùng giá sàn, hoặc là cổ phiếu Hà Đô, hoặc là DSS, hoặc là những cổ phiếu như SCR này, đó là sự phân hóa. Mà ngược lại vẫn cổ phiếu nó vẫn xanh, những cổ phiếu như HDC, những cổ phiếu như Nam Long nó vẫn xanh, những cổ phiếu còn lại nó vẫn đỏ, ví dụ như DG, mọi người lưu ý đó là sự phân hóa trong từng dòng, từng ngành cổ phiếu hoặc là từng mã cổ phiếu trong một dòng. Đấy, thì với một số cổ phiếu như đất xanh đi, thì cũng có anh chị mình biết được là một số thông tin hôm nay tiếp tục bị áp lực bán rất lớn, mặc dù trong phiên có những cổ phiếu nó hồi nhưng mà riêng cổ phiếu đất xanh nó gặp áp lực bán rất lớn. Đấy, và có thể nó sẽ tạo về là những nền tảng tích lũy dưới, đó là thêm một cái chu kỳ, một cái mô hình về cái nguyên lý về đối xứng, mọi người lưu ý ha. Đấy, vì với những cái nguyên lý đối xứng này thì mình thấy trong ngắn hạn bây giờ thì đất xanh nó cũng sẽ liên quan đến một số thông tin, bắt đầu khi cổ phiếu giảm là anh chị thấy được những thông tin cổ phiếu nó sẽ phản ánh ra với những yếu tố thông tin xấu, tại nó liên quan đến đâu đấy thì mình cũng nghe phong phanh thôi. Thì đây cũng là một thông tin không chính thống anh chị nha, cho nên mình cũng phải cần kiểm chứng lại. Đấy, em cũng chia sẻ ngắn để cho mọi người xem thêm thôi. Đó là gì anh chị? Đó là đến một cái liên quan đến cái việc mà đáo nợ trái phiếu chị, cái việc mà đáo hạn trái phiếu phải trả những khoản lãi, phải trả những cái phần
nó trái phiếu cho cái trái chủ anh chị đó. Thì để mà trả cho cái trái chủ bây giờ anh chị mình thấy trong một cái nhịp vừa rồi chính phủ mình cũng đang siết cái yếu tố huy động vốn qua kênh trái phiếu vào rất nhiều, cho nên bây giờ nó không thể nào mà nó phát hành cái trái phiếu mới để mà nó đảo nợ cái trái phiếu cũ, thì nó buộc gì chị buộc một số cái tổ chức họ phải xử lý, họ phải gì chị họ phải bán cái cổ phiếu ra, tại vì cái cổ phiếu DSG ấy, đa phần là doanh nghiệp họ sẽ thế chấp bằng cổ phiếu đấy, cho nên những thông tin này thì anh chị mình hỏi mình về mình kiểm chứng thêm, hoặc là mình có thể về mình tìm hiểu thêm, tại vì đây là một thông tin không chính thống, hiện chỉ chia sẻ đâu đó một cái tín hiệu nó ngắn gọn để cho anh chị mình hiểu được. Mọi người lưu ý ai có thông tin nào thêm thì mình có thể để lại trong phần bình luận của video ngày hôm nay để mình cùng nhau mình chia sẻ về những góc nhìn của cái cổ phiếu. Mọi người lưu ý ha, hôm nay một cái phiên mà nó cũng nổ volume này, nhưng mà volume như này cũng chưa gọi là lớn lắm đấy, hoặc là một số cổ phiếu như DG đấy, mà lấy những cổ phiếu này trong ngắn hạn thì nó cũng đang có tín hiệu cân bằng hay đấy anh chị, quá trình nó cũng test lại nè đấy, thì đó những cổ phiếu mà nếu như anh chị nào mình kẹp á thì mình có thể là gì mình còn cái phần sức mua đi, thì mình căng mình trung bình giá để mà nó hồi phục một cái pha chính á, mình căng mình xử lý hết những cổ phiếu này là ưu tiên trong dịp hồi phục chính, là mình tất toán ra nha, chứ không phải là chị mình mua mình cầm lâu dài đâu. Mọi người lưu ý á, đó là với quan điểm của em đấy, còn với những góc nhìn anh chị nào mình cầm 5 năm 10 năm theo cái câu chuyện của doanh nghiệp á thì nó là một cái câu chuyện khác. Ở đây là mình chỉ hướng anh chị mình đến một cái điểm gì để mình cầm mình xử lý. Mọi người lưu ý á, hoặc là mình nhìn trở lại trong một cái dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng đi, một số cổ phiếu ngân hàng hôm nay cũng có tín hiệu hồi phục trở lại, ví dụ một số cổ phiếu CTB nè tăng cũng được 3%, những cổ phiếu STG nè cũng tăng khoảng hơn 2%, một số cổ phiếu BID hoặc là một số cổ phiếu như MBB nó cũng có một cái lực cầu, nó cũng gia tăng trở lại và cổ phiếu cũng có một cái phiên xanh giá, một cái phiên hồi phục. Nhưng ngược lại mình thấy cái đâu đó cổ phiếu STB đi, ví dụ anh chị nào cùng với em á mình theo dõi thì cũng biết là gì em cũng đang kẹp lại với cổ phiếu STB, mình cũng kẹp lại trong nhịp vừa rồi, mình cũng đang rơi vào những khoản lỗ, thì nó là gì STB là cổ phiếu mình lỗ nặng nhất trong cái danh mục của mình thôi đấy, một số cổ phiếu như MB nè thì mình lỗ khoảng 20 đến 30%, nhưng STB là con mình lỗ rất nặng ai, mình cũng kẹp lại trong một cái nhịp vừa rồi và mình cũng chưa xử lý được. Về những bản chất á, mình thấy cái gì với một số cổ phiếu STB á, anh chị thấy được gì, đây là cái phiên gì, đây gọi là cái phiên selling climax. Mọi người lưu ý đây những phiên selling climax, thì sau những phiên selling climax á nó sẽ vào những cái nhịp, đây gọi là nhịp gì, một cái đà bán tháo, hay gọi là gì một cái nhịp chạy nước rút trong một quá trình giảm ấy. Anh chị thấy một cổ phiếu trong một quá trình tăng này hồi xưa nè, thấy trong một quá trình tăng của cổ phiếu STB á, thì đây là quá trình chạy nước rút nè, nó cứ mở phiên tăng liên tục trần 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 trần, thì ngược lại trong cái nhịp mà nó bị áp lực bán, nó bị một cái tín hiệu về đè giá ấy, thì mình thấy trong ngắn hạn thì nó sẽ vào những cái quá trình gì khi mà về cuối quá trình mà càng gần cái vùng hỗ trợ, cái vùng giá vốn của tổ chức ấy, thì nó tạo những cái nhịp hoảng loạn rất lớn, một cái nhịp bán nước rút rất lớn đấy, thì đây nhưng mà thấy càng ngày tín hiệu hấp thụ khối lượng càng lớn hơn, thì mình biết là gì trong lúc mà anh chị mình hoảng loạn mình đi bán ra cổ phiếu thì ai là những người họ đang hấp thụ lại những lượng hàng anh chị bán ra. Có thể mình cầm cổ phiếu TP trong hôm nay mình cảm thấy rất buồn, hôm trước mình cũng cảm thấy rất buồn, tại vì em nói với chị mình là gì à thôi vùng này anh chị mình chịu khó mình chờ đợi lại đấy, bây giờ mình chờ những pha hồi phục, nhưng mà những cái áp lực mà nó giảm điểm một hai phiên sàn như thế này thì em nghĩ tâm lý anh chị mình rất nặng đấy, có những lúc anh chị mình cũng không còn cái niềm tin về cổ phiếu, nhưng lúc này là lúc mà chúng ta phải tỉnh táo, mình phải biết mình phải đánh giá được là gì, những lúc mà anh chị mình càng hoảng loạn tạo những phiên sàn liên tục thì đó là tín hiệu nó ép cho anh chị mình bán ra, và những tín hiệu mình đã nắm đến lúc này rồi thì em nghĩ là gì, thứ nhất nếu như mình xử lý thì mình sẽ rời bỏ thị trường chứng khoán này, còn thứ hai mình chấp nhận mình cầm trận mình chờ một cái nhịp hồi phục chính, thì lúc này là lúc anh chị mình tạm thời mình rời bỏ cái bảng điện. Mọi người lưu ý nha, tại khi nào cổ phiếu cân bằng ổn định lại em sẽ hướng dẫn những cái điểm cho anh chị mình xử lý, những cái lúc này là cái lúc gì anh chị mình phải chờ cho nó qua cái áp lực hấp thụ đi, cho tổ chức họ rủ họ hấp thụ hết những cái lượng bán đi nó ổn định lại thì nó mới vào cái nhịp hồi phục được. Mọi người lưu ý đây là cái phiên nổ volume nè, volume cũng rất lớn đó chị, hôm nay thị trường chung anh khoảng không có mà những con này nó nổ 35 triệu cổ phiếu, thì chị mình cũng lưu ý ha, hãy càng về cuối cái quá trình rơi một cái nhịp giảm nước rút thì nó sẽ có những quá trình nó nổ volume và cái biên độ rơi nó càng ngày càng khốc liệt, nó tạo sự hoang loạn rất lớn, nó ngược lại với quá trình chạy nước rút trong một cái đà tăng nha, tạo sự hưng phấn. Mọi người lưu ý ha, thì đa phần nó về là cái vùng giá 19 á, thì theo như em biết được á, vùng giá 19 là cái vùng giá chỉ sổ sách của những cổ phiếu STB cũng như là nền giá vốn á chị, đây là vùng giá vốn của tổ chức nè, họ gom họ đánh trong một cái giai đoạn của đầu năm 2021 anh chị đó, nên nó về vùng này rồi thì nghĩ lúc này là lúc anh chị mình không phải lo lắng nữa, không phải là gì mình hoảng loạn nữa, mình phải tạm thời mình ghét bỏ qua những khoản lỗ đi để mình chờ đợi những điểm xử lý ở trong quá trình phía sau. Em cũng sẽ không hướng dẫn anh chị mình trung bình giá ngay ở những điểm này, không phải anh chị, mà mình phải chờ gì, nó tương tự với một số cổ phiếu như CEO á, phải chờ quá trình nó cân bằng test đi test lại hai ba nhịp ổn định trở lại thì nó sẽ bước vào pha hồi phục, thì đó là lúc mình canh mình trung bình giá để mình đánh một cái nhịp hồi phục. Mọi người lưu ý ha, với cổ phiếu như STB, cho nên cái điểm mà để anh chị mình trung bình giá không phải là anh chị mình cứ lao đầu vào mình trung bình giá vô tội vạ nha, mà trung bình giá nó cũng phải có một cái nguyên lý đấy. Mọi người lưu ý ha, trung bình giá không phải mình thấy cứ giảm đỏ là mình mua, giảm đỏ là mình mua, và trong một cái nhịp vừa rồi em biết rất nhiều nhà đầu tư mình trung bình giá, càng ngày mình càng trung bình giá mình đang lỗ rất là. Mọi người lưu ý ha, mà đối với em á cái việc mình trung bình giá ấy, không phải là giá nó thấp là mình trung bình, mà thường nó sẽ đạt, thứ nhất là nếu như mà mình trung bình nó phải có mức chiết khấu lớn, nó vào những vùng mà là vùng quá bán rất nặng, thứ hai
cho một cái, nó kết thúc đi một cái nhịp giảm đi, cho nó vơi đi bớt một áp lực bán đi, nó phải vào những cái vùng cân bằng trở lại đi, test đáy thành công đi hai ba nhịp đi, thì mới canh mình chung mình giá ở một cái nhịp gì nó cân bằng để mình chờ nó vào cái pha hồi phục chính đấy. Mọi người lưu ý đó là cái điểm mà mình sẽ canh. Ví dụ một số cổ phiếu mà mình nhìn trở lại với dòng cổ phiếu dòng dầu khí đến gì, ví dụ mình thấy hôm nay trước khi mình đi phân tích về dòng dầu khí mình cũng nói sơ lược một chút về cái cổ phiếu dòng ngân hàng. Hôm nay STB mình cũng đã chia sẻ anh chị mình rồi, lúc này là lúc anh chị mình chờ đợi đấy. Một số cổ phiếu Techcombank nè, con này đã bị điều tiết rất nặng trước ATC có vùng giá 34, sau ATC có những vùng giá 3.6 đấy, cho nên với những yếu tố điều tiết này thì nó cũng rất khó để mình phân tích về những yếu tố cung cầu tại vùng này. Mọi người lưu ý, cho nên ai đã chờ đợi với những cổ phiếu như Techcombank á thì mình nên cầm chặn lại với những cổ phiếu Techcombank nha. Cũng tương tự, nó đang về là những vùng chân giá của năm 2021 chị, đã chỉ quá trình đầu năm luôn này đấy, với những cổ phiếu như là gì, như là Techcombank đó, nó bị điều tiết rất nặng chị, thậm chí trong phiên có những lúc nó duy trì cái đà tăng là rất tốt. Với những cổ phiếu như Techcombank, em nghĩ là hôm nay chị đang nắm Techcombank á, mình cũng cảm thấy là gì chị, mình rất bực mình với yếu tố điều tiết như thế này, rất ức chế chị đấy. Mọi người lưu ý nha, thì một số cổ phiếu còn lại nó vẫn có những yếu tố nó cũng xanh giá, nó cũng không có những sự đột biến gì quá nhiều đấy. Thì này, những sự biến động cổ phiếu em sẽ cập nhật thêm đối với tất cả chị mình trong cái buổi video ngày mai, hoặc là mình sẽ quay trở lại với dòng cổ phiếu mà nó tạo một cái điểm sáng rất lớn đến cái hiệu ứng của thị trường đấy. Thì mình cũng chia sẻ đến với chị mình hôm nay, đó chính là đến từ cái sự hồi phục tăng giá của nhóm ngành cổ phiếu của dòng dầu khí. Ví dụ như trong danh mục của mình hôm nay có dòng ngân hàng đi, một số cổ phiếu nó cũng hồi phục, nhưng với dòng dầu khí á là cái dòng mà mình cảm thấy là hôm nay mình cũng cảm thấy vui, mình cũng cảm thấy đâu đó nó sẽ ổn hơn, nó cũng hồi phục lại được một phần cái tài sản của anh chị mình. Tại vì bên em là mình nắm dòng ngân hàng nè, dòng dầu khí nè, và một số mà cổ phiếu riêng lẻ đấy. Thì với dòng cổ phiếu dòng dầu khí này mình thấy cái bản chất mà nó sẽ có những cái điểm hồi phục á, thì mình cũng lưu ý cái gì với cổ phiếu STB em vừa chia sẻ với chị mình thì mình cứ chờ. Ví dụ mình thấy những cái phiên mà nó bắt đầu nó phải nổ volume nên gì, mình thấy cổ phiếu như BVS nè anh chị mình lưu ý cái đặc điểm nổ volume nè, trong một cái nhịp cổ phiếu điều chỉnh thì khi nào mà nó xuất hiện tín hiệu về nổ volume đó chính là cái phiên thể hiện gì, yếu tố đợi cung. Mà thường nổ volume thì nó sẽ gặp vào cái nhịp gì, đảo chiều xu hướng. Đây là trong một cái nhịp giảm, trong một cái nhịp đè giá ngắn hạn, trong một nhịp điều chỉnh ngắn hạn thì nó sẽ đảo chiều xu hướng thành một cái nhịp gì, cân bằng, chứ nó không tăng ngay anh chị nha. Đảo chiều xu hướng từ một nhịp điều chỉnh về một nhịp cân bằng tích lũy lại, một nhịp cân bằng lại đấy. Thì đó là lúc anh chị sẽ chú ý với những cái điểm gì, mình chờ tín hiệu hồi phục trở lại với những cổ phiếu anh chị ha. Ví dụ vùng này đi, trong cái phiên bùng nổ volume thì nó sẽ đảo chiều xu hướng từ một nhịp cân bằng sang một nhịp tăng giá mới. Mọi người lưu ý, nó lúc nào cũng thế anh chị. Nên mình nhìn lại với những cổ phiếu mà nó muốn đảo chiều xu hướng mình thấy nè, ví dụ em lấy ví dụ cho anh chị mình xem một số cổ phiếu mà mình thấy như HOT đi, một số cổ phiếu anh chị thấy không, khi mà nó bùng nổ volume là cái tín hiệu đảo chiều xu hướng. Đảo chiều ra gì, từ một cái nhịp chạy nước rút, một quá trình tăng sang một quá trình gì, đè giá. Ai đó như thế anh chị ha. Một số cổ phiếu như CEO nè cũng tương tự anh chị đó, chứ mình cũng phải lưu ý nó phải tín hiệu đảo chiều, và đặc biệt là mình phải đánh giá được về yếu tố về volume. Với những cổ phiếu như BVS thì nó có phiên hấp thụ rồi, thì đây là cái vùng giá vốn tổ chức họ đang gom hàng là gì đấy. Mình thấy rất rõ ràng khi mà những yếu tố cổ phiếu đỡ cung nè, những phiên đỡ cung nè, những phiên test đáy liên tục, đặc biệt trong ngắn hạn nó có quá trình tăng đáy, test ba đáy mà cổ phiếu không khủng thì em đánh giá xét nó khủng là không cao. Thì dù vừa rồi có sự biến động rất lớn nhưng mà những con này vẫn được giữ giá xanh, vẫn giữ giá tốt, mở phiên sáng ra ngày hôm nay là tổ chức họ lùa lên lợi ngay. Đó là yếu tố gì, họ không cho những chị nhà đầu tư cá nhân mình mua lại ở vùng giá thấp, nếu như anh chị muốn mua thì phải mua vùng giá cao đó. Đó là cái tín hiệu của những cái lực cầu rất mạnh của những cổ phiếu dòng dầu khí, mà tâm điểm là với cổ phiếu như BVS ha. Đấy, đó là quá trình nó cân bằng ba đáy đó, trên một số cái điểm mình thấy tín hiệu con này nó cân bằng ba đáy, lực cầu vào có tín hiệu khả quan thì nó phù hợp với cái điểm gì anh chị mình canh. Nếu như mình có kẹp thì mình canh, mình chung mình giá để vào một cái nhịp hồi phục anh chị, thì những cổ phiếu này đánh giá nó sẽ vào những nhịp hồi phục á thì sẽ lên làm những vùng 30, thì đó là lúc ai muốn bán gì thì mình canh, mình xử lý sau, mình lưu ý với những cổ phiếu ha. Đấy, chứ đôi khi mà anh chị mình đánh giá mình bắt đáy, mình bắt vỏ vùng này cũng không ăn khô anh chị, mình phải chờ quá trình nó cân bằng lại, nó đủ những cái điều kiện để mình tham gia cổ phiếu, đơn giản là đủ cái điều kiện mà mua mới á, thì đó là lúc anh chị mua mới để mình chung mình giá được. Mình lưu ý đó là chiến lược em hướng dẫn anh chị mình đấy, để mình chữa cháy đó, mình chữa cháy cho những cái khoản lỗ của mình đó. Còn bản chất khi mà mình đã sai á thì mình phải tìm cái điểm nào để mình sửa sai, còn mình sai mình lỗ là bản chất mình phải sai anh chị. Mình lỗ mới sai, mình thua lỗ thì mình bản chất mình sai, còn mình đúng là mình đã lãi rồi. Mọi người lưu ý mình không lỗ lúc này đấy, cho mình phải nhìn nhận lại những vấn đề. Hoặc là một số cổ phiếu như BVT đấy anh chị, thì nó cũng có những điểm mà nó cũng hồi phục, nhưng mà con này sáng nó vào nó mở gấp úp luôn, thì em kỳ vọng đây là vùng cân bằng cổ phiếu nè. Mấy một số cổ phiếu BVD đoạn này nó giá nó không cao, tại vì mình thấy cái gì, thứ nhất là nó mang tính đầu cơ nó lớn, trên thường những con này á mở phiên là phải chặn, tăng là phải chặn, dòng cổ phiếu đang thuận là nó phải chặn. Còn những nhịp mà nó đang cân bằng như thế này á thì em nghĩ anh chị mình nên chờ, mặc dù trong ngắn hạn nó có đang nhịp cân bằng ba đáy nè, đáy nhất, đáy hai, đáy thứ ba nè, vẫn đang khá là hảo quan, nhưng mà cái phiên này khối lượng nó còn lớn thì mình nghĩ nó phải cần quá trình nó cũng gì, nó hồi phục lên và nó phải test ngắn lại cho nó kịp cung đi, thì nó sẽ rất ok với cổ phiếu BVD ha, trong một nhịp tới. Nhưng đối với dòng dầu khí này tín hiệu cân bằng là rất tốt đến từ các mã cổ phiếu trong dòng. Một số cổ phiếu tâm điểm mình đánh giá mạnh nhất á là BVS,
Số 2 á là cổ phiếu như BBC anh chị. Tại vì sao? Những con nào ở trong tín hiệu năng đấy á thì đó mới chính là những cổ phiếu tốt, những cổ phiếu nó khỏe anh chị ha. BBC là chìm theo đồng song sát với con BVS á, mở phiên ra là nó đánh lên trần ngay đấy. Đó là cái độ mà tổ chức họ lùa lên là rất nhanh, cái lực cầu là rất lớn với những cổ phiếu như thế này. Test ba đấy anh chị, nó cho anh chị mình chờ tín hiệu với những cổ phiếu này ha. Đó, bản chất mà nó cũng đã bứt cái vùng bao nhiêu gì, nó chưa bứt được cái vùng 20 á, thì đó là tín hiệu khá tốt và chờ cái phiên bùng nổ xác nhận trở lại với những cổ phiếu như BBC. Đó, đâu đó là mình nhìn một số cổ phiếu còn lại như Better đến chị. Better đây cũng là quá trình nó cũng đang cân bằng nè, cũng test đáy mấy nhịp này anh chị, thì mình cũng chờ đợi lại với những cổ phiếu như Better ha. Quan trọng nhất là nó phải thiếu đi một phiên dòng tiền nè. Những con này mà dòng tiền vào á thì cũng sẽ khá là khả quan, và là với cổ phiếu như ôi cũng tương tự như thế, nó đang tạo được cái vùng cân bằng này. Đâu đó hôm nay mình thấy cổ phiếu như Gap á, nó vẫn trong một cái biên tích lũy thôi, nhưng mà cái sự điều tiết nó là rất lớn trong một cái tuần có hàng phái sinh mà. Thì với những cổ phiếu trụ á, cái sự điều tiết nó là rất nhiều chứ không phải là một áp lực bán tháo gì đâu chị. Đấy, mình cũng lưu ý ha. Đó, cho nên thông qua cái nhóm ngành cổ phiếu của dòng dầu khí á, hoặc là mình đánh giá với cổ phiếu như BVS á, thì mình thấy à, bây giờ thị trường cũng đã có chị, đã có một dòng cổ phiếu tạo tín hiệu cân bằng trở lại rồi. Thì em nghĩ sớm muộn trong một vài phiên tới thôi, thị trường sẽ sớm ổn định trở lại. Cho nên chị mình cũng lúc này là mình cũng không nên quá lo lắng về cái vận động chung của thị trường. Nó chỉ coi hôm nay nó giảm 10 điểm, có ngày mai giảm 5 7 điểm nữa, nhưng đó mà tín hiệu không phải đáng để cho chị mình lo lắng. Tại vì khi mà mình đánh giá không qua thị trường thì mình phải nhìn ở từng nhóm ngành cổ phiếu xem nó đang vận động như thế nào. Thứ nhất, đã có dòng cổ phiếu dầu khí nó đang cân bằng rồi, thì mình nghĩ khi mà các tổ chức của cổ phiếu BVS đó, họ phải đánh giá được cái vận động của thị trường thì họ mới có những tổ họ đỡ giá chứ, chứ không có tổ chức nào mà lao vào họ đỡ giá trong một cái nhịp thị trường vẫn còn biến động lớn đâu. Cho mọi người lưu ý nha, lúc này là em nghĩ là thị trường sẽ sớm ổn thôi. Cho anh chị mình cứ bình tĩnh và hành động. Đấy, lưu ý với những cái khoản mà chị mình cũng đang kẹp cổ phiếu á, thì mình cứ từ từ, mình cứ bình tĩnh lại. Lúc này là lúc không phải mình hoảng loạn nữa đâu. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho mình nhìn qua cổ phiếu BVS thì nó cũng sẽ ok hơn về cái vận động của thị trường chung. Và đặc biệt khi mà mình nhìn lại với dòng cổ phiếu dầu khí á, thì ở những cái đoạn vừa rồi mình thấy một số cổ phiếu như BVS đi là những cổ phiếu mà nó đã có cái mức điều chỉnh trước, những cái mức mà nó giảm trước thì thị trường giảm từ giai đoạn đầu tháng 3 anh chị, mức điều chỉnh nè, nó giảm khoảng 50% mà, và sau nhịp giảm 50% nó cũng đang tạo sự cân bằng. Đấy, khi những cổ phiếu nào giảm trước, cân bằng trước thì nó cũng sẽ tín hiệu cho thị trường sớm cân bằng trở lại. Đấy, một số cổ phiếu BR cũng thế này, cả dòng nó đều cân bằng. Con bé này thì nó chạy nó rút đôi thì quá trình nó rơi nó vào cái nhịp downtrend. Đấy, trên cổ phiếu này mình thường mình sẽ không đánh giá. Có phải nó sẽ về những nền tảng dưới chị, những cái vùng mà giá vốn tổ chức họ gom ấy, họ đánh lên ấy. Đấy, mọi người lưu ý ha. Đó là bản chất của dòng dầu khí. Hôm nay ngoài dòng dầu khí ra thì mình cũng thấy được một số cổ phiếu dòng chứng khoán đó chị. Hôm trước mình cũng thấy những cổ phiếu như ESI, một cái phiên mà áp lực trên thị trường rất lớn, rất nhiều cổ phiếu sàn, nhưng mà con ESI nó vẫn đỡ giá được. Mình thấy đây là phiên tổ chức họ đỡ giá chị, đây là phiên tổ chức họ đỡ cung, thì thường nó đi kèm phía sau đó, nó sẽ rất dễ vào những phiên hồi phục. Thì những phiên hồi phục lên á, anh chị muốn xử lý gì thì mình cứ chủ động mình cho mình xử lý ra ha. Đấy, còn đối với em điểm mua của những cổ phiếu này vẫn chưa ưu tiên. Đấy, mình lưu ý cho những điểm hồi phục lên là cũng tích cực cho cái tài sản của anh chị được hồi phục. Hôm nay SHS nè, hôm trước mình thấy con này cũng cách đáy trong ngắn hạn thì cũng có những điểm hồi phục trở lại, thì mình kỳ vọng một số cổ phiếu như SHS á, nó sẽ hồi phục lại được qua những vùng 17, thì đó cái điểm chị mình cũng xử lý thì mình cho mình xử lý ra anh chị ha. Còn để mua mới để mà đánh theo một cái chu kỳ sống á thì mình danh vẫn chưa đâu, vẫn chưa đâu, cho anh chị mình cũng không vội vàng. Bây giờ là gì, cái mục đích á, cái mục tiêu với chiến lược á là xử lý những cổ phiếu, những khoản lỗ trên tài sản của mình, chứ không phải là lúc mà mình đi tìm những cơ hội gì mình mua mới. Thì khi nào mà xuất hiện lại cơ hội giải ngân mới, thị trường bước vào những chu kỳ tăng lại á, hoặc là những quá trình nó ổn định lại, cân bằng lại á, em sẽ đề cập đến với tất cả chị mình sau. Nhưng hôm nay dòng chứng khoán mà nó hồi phục lại á, thì mình cũng thấy là khá là khả quan. Tại vì sao chị, dòng chứng khoán nó có một cái mức tương quan rất là lớn với vận động của thị trường chung. Dòng này hồi phục lại được thị trường sẽ sớm ổn định thôi chị, phải mình lưu ý ha. Hay tại vì cái tuần này cái tuần có hoàn phái sinh, cho nên đâu đó mình thấy sự điều tiết là khá là nhiều. Ví dụ như hôm nay anh chị mình thấy kết quả trụ ấy, nó giảm massage mà giảm sàn cỡ này ấy, thì thị trường nào chịu nổi chị. Mình lưu ý ha, cái kết quả trụ điều tiết khá là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ đi nhìn nhận đến một số dòng cổ phiếu còn lại đi. Đấy, thì mình cũng thấy như thế nào, hoặc là một số cổ phiếu bất động sản cũng đã chia sẻ cho mình đôi ra. Đấy, mình thấy một số cổ phiếu của dòng thép đến chị, một số cổ phiếu HPG hôm nay nó vẫn duy trì được một cái tín hiệu gì, nó cũng có những sự đóng cửa xanh giá. Đấy, thì với những cổ phiếu này nó sẽ thường vận động với thị trường chung á, cho lúc này lúc anh chị mình cũng sẽ chờ đợi. Đấy, một số cổ phiếu như Hoa Sen anh chị, một số cổ phiếu như Hoa Sen á thì nó cũng đang vào những vùng gọi là vùng quá bán rồi. Đấy, nên những vùng quá bán này á, những cái biên độ của nó ấy, giảm nó vào những vùng rất nặng, thì đã lúc này là lúc mà anh chị mình đã nắm rồi thì mình nên chờ đợi nó về luôn những vùng chân giá của đầu năm 2021 anh chị. Đấy, thì em nghĩ sẽ sớm có những sự hồi phục thôi, cho anh chị mình cứ chờ đợi thêm ha. Một số cổ phiếu năm Kim cũng tương tự, nó đã về những vùng giá vốn của tổ chức anh chị. Đây là vùng giá vốn của năm 2021 nè, và rất nhiều cổ phiếu hiện tại nó đã giảm khoảng từ 30 đến 50 70%, và đa phần đều lại những vùng chân giá, những vùng giá vốn của tổ chức. Đấy, thì khi đã về những vùng giá vốn rồi thì không phải lúc mà anh chị mình đi bán tháo được cổ phiếu nữa đâu. Đấy, mọi người lưu ý ha. Cho nên trong cái buổi video ngày hôm nay á,
anh chị nào có những cổ phiếu nào mình cần thắc mắc á, mình cần hỗ trợ thì mình có thể để lại trong cái phần bình luận hoặc là trong cái room cộng đồng của em ấy, thì tại đó em sẽ hỗ trợ với tất cả anh chị mình đúng không? Đấy. Còn mình nhìn lại một số dòng cổ phiếu của dòng bán lẻ, dòng VIM và dòng chủ đến gì, thì mình thấy một số cổ phiếu nêu giá tốt như BVH á, thì nó hôm nay cũng bắt đầu những cái nhịp nó cũng giảm điểm. Mọi người cũng lưu ý nha, với những cổ phiếu như BVH á, hôm trước mà những cái chân giá ví dụ nó hổng đi những vùng chân giá nè, thì đó là điểm mà chị mình sẽ có đó sẽ có những điểm mình cần mình xử lý đấy, những phiên giảm điểm khối lượng lớn. Còn đến lúc này rồi á thì em nghĩ là anh chị mình cũng phải chờ đợi thêm với những điểm hồi phục, nhìn chung nó cũng đã rơi vào những cái vùng ba bốn phiên rồi, anh cũng rơi đây bốn phiên anh chị. Cái mức chiết khấu trong ngắn hạn cổ phiếu nó cũng đã giảm về từ bao nhiêu, từ vùng sả 65 nè, nó giảm về đây cũng khoảng 47, nói chung cũng khá là khốc liệt ra, cho nên lúc này anh chị nghĩ chị mình nên chờ đợi thêm đấy. Tôi ý với một số cổ phiếu như BVH ha. Nếu như mình nhìn ở một cái bức tranh tổng thể á, thì những cổ phiếu này nó vào trong trend tích lũy đó chứ nó không phải là trend giảm gì đâu, cho nên mình cũng không phải quá lo lắng với những cổ phiếu như BVH. Trend tích lũy từ bao nhiêu, từ đầu tháng 1 nè năm 2021 nè đến hiện tại, mọi người lưu ý đấy. Một số cái điểm vận động tiếp theo của những cổ phiếu như BNG đến chị, BNG hôm nay mình thấy nó vẫn rất mạnh nha. Những cổ phiếu BNG mình thấy quá trình nó đang test đáy nè, nó vẫn đợi giá được nè chị, nó vẫn đợi giá được, thì mình chú ý lại con này trong một cái chu kỳ tiếp theo, đây là những phiên gì, những phiên kỳ cung nè, đợi giá tốt nè. Hoặc là một số cổ phiếu FPT đi, FPT cũng test đáy thành công nè, cũng có những phiên đỡ cung lại nè. MWG thấy sự điều tiết nhiều nha, con này điều tiết khá là lớn ấy. Đấy, nói chung trong phiên nó xào nấu liên tục cũng khó cho anh chị mình đánh giá về tín hiệu cung cầu, trên vùng này hay có hàng mình cứ cầm thôi. Đấy. Một số cổ phiếu mình thấy được với dòng thủy sản nữa chị, với một số cổ phiếu ANV, CMX hoặc là những cổ phiếu ASM, hoặc là một số cổ phiếu như VHC á, chìm lui cái gì, đây là những cổ phiếu mà thanh khoản nó không phải gọi là quá lớn đấy, cho nên á những cái sự biến động á, một cái lượng cung hàng mà nó chỉ cần nó chốt rải ra thôi chị, của những nhà đầu tư mà họ tham gia vùng trước á, họ chốt rải ra thôi, thì cái biên độ trượt giá của những con này là rất lớn, cho mọi người lưu ý đấy. Đó là cái điểm vì sao mà em hướng dẫn cho anh chị mình á, là mình nên chặn lại với những cổ phiếu như thế này. Mọi người lưu ý một số cổ phiếu ANV này thì nó phù hợp với cái điểm mà chị mình chặn lại hơn đó, còn cái vùng mà mình tham gia trở lại được á, khi nào nó tái tích lũy lại, nó cân bằng trở lại thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình tham gia sâu ha. Hoặc là một số cổ phiếu như TNG này, cái ông này sang Hà Nội mà cuối phiên cũng bị điều tiết anh chị, mấy người thấy trước phiên ATC á, thì nó vùng giá trên 25, sau ATC nó bị đè lại dưới vùng giá 25 đấy, thì đó là sự điều tiết. Nhưng về vùng này thì chị mình cũng sẽ chờ đợi thêm với những cái nền tảng tích lũy lớn, vùng giá vốn của TNG nè, đấy đây là những vùng giá vốn TNG nè, thì chị mình sẽ chờ đợi trong một cái chu kỳ tiếp theo qua. Em kỳ vọng vùng này là cái vùng mà nó sẽ tái tích lũy lại, nó tạo biên độ tái tích lũy lại thì sẽ khá tốt đấy. Mọi người lưu ý với cổ phiếu như TNG, nhìn chung của TG này con là mình đang lãi khá tốt ấy, có nhiều dịp trước mình lãi khá tốt nè, lãi khoảng 2 mấy % ấy chị, lãi khoảng 2 mấy % á, sau này mình cũng bị lỗ ngược lại. Nói chung là hơi tiếc anh chị ha, tại vì thị trường nó cũng biến động lớn quá, cũng như cái sự kỳ vọng của mình vào cái nền tảng cổ phiếu á, nó cũng lớn á chị. Dù đây là nền tảng tích lũy lớn nè, thì cũng có những sự kỳ vọng, đây là nền tảng tích lũy kỳ cung nên chị rất là ok, nhưng mà thị trường không thuận thì đa phần các dòng các ngành cũng biến động theo. Hoặc một số cổ phiếu như RI nè, nay cũng giảm lại nè, chịp lưu ý vùng gap trước của RI ha. Đấy. Một số cổ phiếu như Vietcom này là đỡ cũng khá khỏe đúng không? Đó. Thì đó là những gì mà em cũng có chia sẻ đến với tất cả anh chị mình trong một cái buổi video ngày hôm nay. Thì mình sẽ nhìn lại một chút và tổng kết về cái vận động của thị trường và các dòng cổ phiếu á. Thì anh chị sẽ thấy được là gì? Để mà anh chị mình chung mình giá được trong một cái nhịp hiện tại với cái cổ phiếu á, thì mình phải chờ đợi cái sự cân bằng trở lại của cái dòng cổ phiếu. Ví dụ đơn cử một số cổ phiếu như dầu khí nè, nó có sự cân bằng nè. Một số cổ phiếu như CEO nè, nó cũng có sự cân bằng nè. Đấy, nó sẽ phù hợp hơn. Còn những cổ phiếu mà nó chưa có sự cân bằng á, anh chị cũng sẽ chưa vội trong việc mình canh mình chung mình giá nha, tại vì mình chưa biết đâu là đấy đâu, đi qua đấy mới biết đó là đấy đó. Cho nên với một số cái điểm như thế chị mình cần lưu ý, cũng như là thị trường cái đánh giá nhịp này cũng sẽ dần sáng lại thôi, gì thị trường sẽ sớm khởi sắc trở lại thôi đó. Tại vì sao? Tại vì mình nhìn được ở những cái nhóm ngành cổ phiếu dòng dầu khí nè, dòng chứng khoán nè, nó cũng đang có những tín hiệu gì nó cũng sẽ hồi phục đấy, và mình chờ đợi cái tín hiệu hồi phục này nó lan tỏa và đồng thuận hơn với các dòng cổ phiếu còn lại đó, thì đó là cái sự hồi phục khá tốt đối với động thể điểm số của thị trường chung anh chị ha. Và nhóm dầu khí là nhóm đã giảm trước và cân bằng trước đấy, nó cũng đã có một tín hiệu khả quan hơn về cái vận động của thị trường. Thì buổi video ngày hôm nay thì cũng đến đây, thì những chị nào muốn đồng hành cùng em tại hệ thống khách hàng cho những cái định hướng, cho những cái chu kỳ, cho những cái cách xử lý cổ phiếu, thì mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0974046220, em sẽ hỗ trợ anh chị mình, hoặc là mình có thể liên hệ qua bạn Hải Anh, bạn trợ lý là số điện thoại 0945866915. Xin chào tất cả anh chị mình, chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại anh chị mình trong buổi video ngày mai.